Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Intensive Balm do Sander Schottman sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Intensive Balm cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm Intensive Balm có thành phần là ure duy trì độ ẩm tự nhiên của da và dù có khả năng liên kết với nước nên đem lại cho bạn đôi gót chân mềm mại. Alantoin làm mềm mịn da và kích thích tái tạo tế bào da, giảm kích ứng. Micro Silver không thấm qua da để ngăn ngừa viêm nhiễm. Các chiết xuất thực vật hữu cơ có trong thành phần sản phẩm giúp làm sạch da, tẩy tế bào chết. Intensive Balm được bào chế dưới dạng dạng kem. Intensive Balm mang lại cho người dùng công dụng, kem dưỡng ẩm mỗi ngày dành cho bàn chân khô và nứt nẻ. Sản phẩm Intensive Balm được sử dụng bằng đường bôi da. Liều lượng của Intensive Balm được nhà sản xuất khuyên dùng như sau, thoa lên bàn chân 1 đến 2 lần mỗi ngày khi cần thiết. Xoa kem nhẹ nhàng và không sử dụng trên 4 tuần liên tiếp. Chống chỉ định khi sử dụng Intensive Balm, không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của sản phẩm. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng, sản phẩm chỉ sử dụng bên ngoài. Không thoa sản phẩm lên vùng da bị tổn thương hoặc kích ứng. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Intensive Balm, đồng thời biết cách sử dụng Intensive Balm sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.